Xin quý vị tiếp tục cập nhật các thông tin đáng chú ý khác của thị trường Việt Nam ngay sau đây. Dự thảo nghị định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đang được đưa ra lấy ý kiến. Theo dự thảo thì để khuyến khích các doanh nghiệp liên kết với các hợp tác xã trong việc sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, chính phủ sẽ có những hỗ trợ cho các hợp tác xã, trong đó có hỗ trợ vốn với mức hỗ trợ tối đa lên tới 20 tỷ đồng. Theo dự thảo nghị định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đang được đưa ra lấy ý kiến, các hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành đối với các sản phẩm nông sản chủ lực quốc gia sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 20 tỷ đồng. Có 12 sản phẩm nằm trong danh mục các sản phẩm nông sản chủ lực được liệt kê trong dự thảo là lúa gạo, rau quả, chè, cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, cá tra, tôm, gỗ, thịt heo và cuối cùng là sữa và sản phẩm từ sữa. Bên cạnh đó, mỗi sản phẩm khi xây dựng nhãn hiệu được hỗ trợ 100 triệu đồng, hỗ trợ một lần 50 triệu đồng cho xúc tiến thương mại, 300 triệu đồng khi chuyển giao công nghệ. Riêng trường hợp hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã làm các dự án liên kết nhưng không có quỹ đất thì được nhà nước hỗ trợ 2 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, nếu vay tiền để làm dự án, các hợp tác xã, tổ hợp tác doanh nghiệp mua sản phẩm liên kết được hỗ trợ 50% lãi suất ngân hàng. Việc mở rộng đối tượng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hưởng hỗ trợ từ ngân sách để phát triển nông nghiệp theo chuỗi là điểm mới của dự thảo lần này. Trước đây, chính phủ chỉ hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp theo chuỗi. Thời gian qua, liên quan đến chương trình vay theo chuỗi, Ngân hàng Nhà nước cũng có chương trình cho vay thí điểm để hỗ trợ doanh nghiệp, hiện đã có 28 doanh nghiệp tại 22 tỉnh thành với 31 dự án nông nghiệp theo mô hình liên kết, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao với số tiền cho vay là gần 7.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi chỉ 1 đến 1,5% một năm và được vay đến 90% giá trị dự án. Thưa quý vị, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn thành phố Hà Nội, số thuế nợ động của doanh nghiệp đã vượt hơn 2.200 tỷ đồng, trong đó thì nhiều doanh nghiệp nợ thuế trên 50 tỷ đồng. Cục thuế Thành phố Hà Nội mới đây đã tiếp tục đăng công khai thông tin nợ thuế đối với 262 doanh nghiệp với số thuế nợ lên tới hơn 2.200 tỷ đồng. Đây là lần thứ tư kể từ đầu năm 2017 đến nay, Cục thuế Thành phố Hà Nội đăng tải công khai trên trang website danh sách các đơn vị nợ thuế. Trong ba lần công khai trước đó, tổng số doanh nghiệp dự án bị nêu tên ở con số 372 với tổng số tiền nợ thuế là hơn 408 tỷ đồng. Trong danh sách này có những doanh nghiệp nợ thuế rất lớn trên 50 tỷ đồng cá biệt có doanh nghiệp nợ thuế hơn 75 tỷ đồng như công ty cổ phần tập đoàn điện tử công nghiệp Việt Nam, công ty cổ phần xuất nhập khẩu tạp phẩm. Cục thuế thành phố Hà Nội cho biết bên cạnh việc quyết liệt áp dụng cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, mời người nộp thuế trực tiếp lên làm việc tại trụ sở cơ quan thuế. Ngành thuế thành phố Hà Nội sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang web của cơ quan thuế để giải quyết tình trạng nợ động thuế của doanh nghiệp. Thưa quý vị, trong buổi làm việc mới đây với đoàn giám sát Quốc hội khóa 14, giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh ông Trương Văn Lắm cho hay, thành phố đang rà soát, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, tinh giảm biên chế với mục tiêu giảm 10% chi từ ngân sách nhà nước cho các đối tượng công chức viên chức thành phố. Theo ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2011-2016, bộ máy hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh chỉ cắt giảm được 153 biên chế, chậm hơn so với tiến độ đề ra của thành phố. Nguyên nhân của sự chậm chạp này là những điều kiện, tiêu chuẩn để được xét tinh giản biên chế khó khăn, cơ quan đơn vị đề xuất danh sách tinh giản biên chế không đúng đối tượng quy định. Ông Lắm cho biết, hiện tổng số công chức của thành phố là 12.000 người, vượt chỉ tiêu 3.000 người và khoảng 130.000 viên chức là việc tại các đơn vị công lập thành phố đang tiếp tục tập trung cho việc tinh giản biên chế trong những năm tới. Hướng của thành phố Hồ Chí Minh sắp tới là tinh giản biên chế nhưng sẽ không giảm người làm việc tại các lĩnh vực giáo dục và y tế do yếu tố tăng dân số cơ học tại thành phố là rất lớn. Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay trường học và bệnh viện ở thành phố đều quá tải nên hướng sắp tới của thành phố là giảm số người đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước chuyển sang tự chủ tài chính và xã hội hóa. Chỉ tiêu của thành phố đến năm 2021 sẽ giảm 10% ngân sách nhà nước chi cho lực lượng viên chức công chức. Liên quan đến việc nâng cấp các huyện vùng ven thành quận, mới đây Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Hồng cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố đã chấp thuận chủ trương này và địa phương đang khẩn trương lập đề án nâng cấp sang chính quyền đô thị trên thành phố xem xét. Theo như Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, huyện đã có văn bản xin chủ trương thành lập quận và đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận. Huyện Bình Chánh có diện tích 25.000 ha với dân số là 637.000 người với 16 đơn vị hành chính cấp xã. Cũng theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh, kết quả khảo sát từ Sở Nội vụ trong năm 2016, thì huyện đã hội tủ đầy đủ các điều kiện để lên quận. Vì vậy, huyện đã có văn bản xin chủ trương thành lập quận. Hiện nay, quy trình thủ tục để chuyển đổi từ mô hình chính quyền nông thôn sang chính quyền đô thị phải mất từ 4 đến 5 năm. Vì thế, địa phương đã kiến nghị với Trung ương và thành phố cho phép áp dụng cơ chế quản lý nhà nước cấp phường đối với 4 xã có dân số trên 100.000 người. Tốc độ đô thị hóa cao gồm Bình Hưng, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Tân Kiên nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ dỗ tổ Hùng Vương và dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, ngành đường sắt dự kiến sẽ tăng thêm hơn 30 chuyến tàu từ Bắc vào Nam. Tổng công ty đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức chạy thêm một số đôi tàu khách trên các tuyến trong các ngày 5, 6 tháng 4 và từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5. Ngoài các đôi tàu chạy hàng ngày, công ty vận tải đường sắt Sài Gòn cho chạy thêm 8 đoàn tàu đoạn Sài Gòn Nha Trang, 4 đoàn tàu Sài Gòn Quy Nhân. Công ty vận tải đường sắt Hà Nội cũng tổ chức chạy thêm 20 đoàn tàu khách trên các tuyến, đặc biệt là đến các điểm du lịch để phục vụ người dân đi lại. Dịp nghỉ lễ này, khi đi trên các đoàn tàu tuyến Hà Nội, Sài Gòn, hành khách sẽ được hưởng mức giá giảm từ 6 đến 12% đối với các đoàn khách có số lượng từ 10 người trở lên với cự ly trên 1.300 km. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 3, Savills Việt Nam và công ty bất động sản Alternati đã chính thức công bố thông tin hợp tác sát nhập và thành lập dịch vụ tư vấn phát triển khách sạn tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Vụ sắp nhập này là một trong những cam kết của Savills trong việc thúc đẩy sự phát triển tại thị trường châu Á, Thái Bình Dương nói chung và tại thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam nói riêng. Theo nội dung ký kết giữa hai bên, Antonetti sẽ được sáp nhập vào bộ phận khách sạn của Savo châu Á-Thái Bình Dương và đội ngũ của Antonetti hiện tại sẽ phụ trách lĩnh vực khách sạn tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Hai đồng sáng lập của Antonetti ông Mauro Gasparotti và ông Rudolf Hever sẽ đồng đảm nhiệm vai trò giám đốc bộ phận tư vấn khách sạn Savo châu Á-Thái Bình Dương. Sau sáp nhập, đội ngũ của bộ phận tư vấn khách sạn sẽ làm việc tại văn phòng Savo tại thành phố Hồ Chí Minh, hứa hẹn sẽ mang đến thị trường Việt Nam đội hình nhân sự về tư vấn khách sạn tốt nhất trong khu vực với lượng du khách quốc tế đến Việt Nam tăng 26% trong năm 2016. Sự sắp nhập này sẽ giúp Savo tiếp cận với những cơ hội mới của thị trường khách sạn đang phát triển nhanh chóng tại Đông Dương. Đồng thời, sự gia tăng của các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội sở hữu tài sản là khách sạn hay bất động sản nghỉ dưỡng sẽ củng cố mô hình môi giới đầu tư, vốn là một thế mạnh của Savo. Sự hợp tác giữa Savo và Alternative nhằm cung cấp cho khách hàng của chúng tôi một hệ thống dịch vụ đa dạng, chuyên sâu, không chỉ ở Việt Nam mà còn trong toàn bộ khu vực Đông Nam Á sự kết hợp của đôi bên trong việc mang đến những dịch vụ tư vấn khách sạn tốt nhất sẽ giúp phát triển hồ sơ năng lực và thúc đẩy những dịch vụ khác của Savo Việt Nam, bao gồm quản lý dự án, tư vấn đầu tư, nghiên cứu định giá và các dịch vụ cho thuê thương mại. Trước khi hợp tác cùng Alternative, Savo đã nhận thấy tiềm năng khổng lồ của thị trường du lịch nghỉ dưỡng tại Việt Nam cũng như ở khu vực Đông Nam Á khi mà ngành du lịch ngày càng phát triển với tốc độ nhanh chóng. Trong năm 2016, tốc độ phát triển của ngành du lịch đạt khoảng 6% và trong vòng 7 năm qua, ngành du lịch của Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng trên 12%. Sau thương vụ sát nhập với Alternative lần này, Savo sẽ cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn phát triển khách sạn tại Việt Nam, bao gồm nghiên cứu thị trường, nghiên cứu khả thi, lựa chọn nhà phát triển khách sạn và tư vấn hợp đồng quản lý, quản lý tài sản, tư vấn và môi giới đầu tư. Alternative được biết đến là công ty tư vấn khách sạn đầu tiên và duy nhất với đội ngũ nhân viên bản địa có trụ sở tại Việt Nam được thành lập từ năm 2012 với bề dày kinh nghiệm tại thị trường nội địa, những mối quan hệ với khách hàng uy tín. Antenati trước đây và hiện tại là bộ phận khách sạn Savo châu Á-Thái Bình Dương, sẽ hiện thực hóa một trong những cam kết của Savo trong việc thúc đẩy sự phát triển tại thị trường châu Á-Thái Bình Dương nói chung và thị trường Đông Nam Á nói riêng. Thưa quý vị, mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin thế giới. Bảo tàng ở thủ đô Berlin Đức bị trộm đồng tiền làm bằng 100 kg vàng nguyên chất nga kêu gọi các nước liên quan giải quyết khủng hoảng ở syria